bão Usagi mang gió mạnh, mưa lớn và sóng cao đến Đài Loan và miền Nam Trung Quốc. Cơn bão Usagi mang theo gió mạnh và mưa lớn cùng với những cơn sóng cao đánh vào bờ biển Đài Loan khi nó đi ngang qua hòn đảo vào ngày hôm nay. Những ngọn sóng cao đến 30 mét đã bắt đầu đánh vào ven biển Đài Loan từ sáng sớm hôm nay. Đến chiều cùng ngày thì cơn bão đã đổ bộ vào Đài Loan với những cơn gió mạnh và mưa lớn. Sức gió được cho biết lên đến 205 km/h với gió giật lên đến 240 km/h. Tân Hoa Xã cho biết là chính quyền địa phương tại các khu vực ven biển phía nam của Trung Quốc đã thiết lập một trung tâm phản ứng khẩn cấp đặc biệt cho bão Usagi. Cơn bão được dự kiến sẽ đổ bộ vào miền nam Trung Quốc giữa Chủ nhật và thứ hai. Usagi là cơn bão mạnh nhất đánh Tây Thái Bình Dương trong năm nay.